Đã lên được 10 bạn. Và đến với cuộc thi Beauty Spin 2011 lần này, và trong đêm chung kết thì Minisai sẽ cố gắng hết sức để thể hiện cái phần biểu diễn của mình, hy vọng sẽ mang đến cho ban giám khảo và khán giả một màn biểu diễn thật là sáng tạo và ấn tượng nhất. Các bạn hãy đón chờ nhé. Và lần cuối cùng Minisai muốn nói là thông qua những bài nhạc trên mạng, và bây giờ em đã tham gia cuộc thi Beauty Spin và em đã lọt vào vòng chung kết khu vực của miền Tây. Em đã tự tạo ra một cô nàng cung phu của riêng mình, có một cá tính của riêng mình, cũng như cuộc thi đã từng nói là tự tin khoe cá tính. Em không tập trung lắm vào cái bài diễn, em hơi bị lo lắng.
em không làm chủ được tất cả mọi thứ.